Cảm ơn tất cả bạn đang xem video của kênh Bản Vẽ Nhà. Nếu như bạn nào mà chưa đăng ký kênh Bản Vẽ Nhà thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Bản Vẽ Nhà và đồng thời là đón nhận những cái mẫu thiết kế nhà mới nhất từ kênh Bản Vẽ Nhà thiết kế cho tất cả bạn xem nhé. Còn bây giờ thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà như bên góc tay trái bên màn hình của bạn. Đó là một tấm hình về cái mẫu nhà này phía bên ngoài. Để còn để hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lên một cái mẫu nhà như bên hình vẽ, đó là mẫu nhà 6 x 10 mét. Tổng diện tích của mẫu nhà này nó sẽ rơi vào tầm 60 m² nhé các bạn nhé. Thì mình xin giới thiệu qua, để xây dựng được mẫu nhà này chúng ta sẽ có những cái công năng sử dụng như sau. Thứ nhất, để mẫu nhà này thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ các bạn ạ. Đây là phần về kích thước của cái bàn vẽ này. Kích thước của nó thì với chiều dài là 10 m và chiều rộng là 6 m, chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ tối rộng rãi. Với diện tích phòng ngủ là 4 x 4 đầu thì chúng ta sẽ có 4,22 x 3 m nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ tương đối là rộng rãi, thì mình sẽ cố gắng hết sức để có tất cả hình ảnh 3 chiều cho tất cả bạn, từ bản vẽ, từ kích thước này, từ kích thước từ phía bên ngoài mặt tiền ngôi nhà này, phía mặt ngoài đây, phía mặt mình sẽ thu to cái mặt tiền ngôi nhà lên đó, và về phần cả phần bản vẽ nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi từng nơi đi, từng nơi cụ thể tương ứng trên màn hình nhé các bạn nhé. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ có phần sảnh. Đằng trước phần sảnh thì mình có thiết kế một cái bồn hoa đó các bạn nhé. Đó, cái bồn hoa phía trước màn hình. Phần sảnh thì sẽ có kích thước là 3 m. 3 m. Phần sảnh sẽ rộng hơn là 3 m đấy các bạn. Nó sẽ rộng là 1,32 này nhân với cả 3 m 3 nhé các bạn nhé. Với khu vực phòng khách thì mình đang thiết kế với không gian chiều rộng là 3 nhân với cả 4 m, 4 m 22 nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một phòng khách cũng nói chung là với mẫu này thì phòng khách của mình đang thiết kế với thống hội với cả phòng bếp luôn, nên là nó cũng khá là rộng rãi nhé các bạn. Thì ở đây thì mình có sử dụng thêm một cái vách ngăn hệ lạc gỗ nhé các bạn nhé. Thì mình ngăn cách đây để chúng ta đặt tivi, đây là một cái, thứ hai nữa là để cho nó chúng ta có thể trang trí những cái vật dụng ở trên những cái lạc gỗ này, như là bình hoa này, những cái thứ nói chung là vào nhà nó ngăn cách với phòng bếp đó. Thì nói chung là về mẫu nhà này thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được một cái phòng khách nó tương đối là rộng rãi, nhưng mà đối với mình nghĩ thì để mà thiết kế như thế này thì mình nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý rồi đó, tương đối là hợp lý nhé các bạn nhé. Tiếp đến là khu vực phòng bếp thì mình sẽ để nó trải dài luôn đó. Ưu điểm của cái mẫu nhà này là chúng ta đã thiết kế được một không gian mở giữa phòng khách và phòng bếp để cho ngôi nhà chúng ta được rộng rãi và thoải mái hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào xem cái khu vực phòng ngủ nhé. Với mẫu nhà này thì mình đang thiết kế với hai phòng ngủ này. Phòng ngủ thì sẽ có kích thước là 4 m 22 và nhân với cả 3 m thì nó rơi vào tầm đâu đấy 14 m² nhé các bạn nhé. 14 m² một phòng nhé. Đó, chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ, nó rơi tầm 14 m². Thì với 2 phòng ngủ này thì mình nghĩ là gia đình các bạn sinh hoạt thì chắc là nó dư sức rồi, rộng rãi thoải mái, và có một phòng vệ sinh chung với kích thước là phòng vệ sinh này sẽ có kích thước là 1 m 9 x 2 m 4 nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn luôn trên mô hình.
Đặc biệt là khi mà các bạn xem video của mình thì các bạn sẽ được xem luôn mô hình 3D nhé các bạn nhé. Đó. Mô hình 3D luôn. Mình dựng luôn mô hình 3D cho các bạn hình dung luôn cái ngôi nhà của bạn. Này, hơi ho một chút. Đó. Tất cả những phòng ngủ, phòng khách thì mình đều bố trí cái cửa sổ nhé để cho cái ngôi nhà của chúng ta được được đầy đủ ánh sáng hơn. Đây. Chúng ta sẽ cho cái cửa sổ đây. Đó. Còn, nếu như bạn nhìn thấy kích thước này mình sẽ dùng to với màn hình này nhìn cho nó sẽ đó. Đây, sẽ cùng kích cỡ này để cho các bạn nhìn thân. Đây là phòng khách này. Phòng ngủ đây. Đây là hệ vách ngăn này. Làm gỗ này. Để chúng ta sẽ ghép bằng hai bên nhé. Đấy. Không gian rất là rộng. Hai phòng ngủ. Diện tích sử dụng là 60 mét vuông. Ta sẽ có một nhà này đằng trước này đó. Rồi video hôm nay thì cũng khá dài, mẫu nhà này nó cũng là dạng mẫu nhà cũng khá chi là đơn giản thôi, không có cái gì cầu kỳ, nó dạng cấp 4 6 x 10 mét, có diện tích là 6 x 10 mét, hai phòng ngủ nhé, phòng bếp, phòng khách. À, chắc chắn là với mẫu nhà này thì chúng ta phải sử dụng là bàn thờ ấy, bàn thờ treo cho các bạn đó, các bạn nên cân đối nhé. Khi một không gian của chúng ta nhỏ hẹp thì chúng ta sẽ rất khó chỉ là bố trí. Mình nghĩ đây là mẫu lý tưởng cho cái mẫu nhà này rồi. Thường với mẫu mà 6 x 10 mét thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xây 2 tầng các bạn, chứ còn xây 1 tầng thì nó sẽ rất là khó để thiết kế. Tại vì chúng ta đòi hỏi là 2 phòng ở phía dưới rồi, mà để lấy được 2 phòng ở phía dưới thì chúng ta sẽ mất một cái khoảng diện tích rất là lớn nếu như để 2 phòng thoải mái khi mà ngủ đó, thì chúng ta sẽ phải cân đối nhé các bạn nhé. Nếu như bạn nào thích mẫu nhà này thì các bạn có thể xây dựng theo, đặc biệt là các bạn xem video của mình, nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy bình luận ở video nhé, thì mình sẽ đọc những bình luận của các bạn và mình sẽ trả lời những bình luận đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.